suy nghĩ. Nghe anh. À, đồng lương không có nhà đi lại không? Không có qua ai trường, qua trường nó lại. Ờ, ok. Nay hồi trước nặng mấy lần rồi đúng không chị? Ừ. Hồi trước đỡ rồi đúng không? Đỡ rồi mà không xong nhót không chịu đi nữa. Gió thức đầy mất. Dạ. Không chịu thôi. Cái lại câu này cơ địa chị. Mua thuốc của em gì đó, máy hộp bể ra mà không chịu bôi à? Ừ. Nhót hình thằng ai cũng bôi. Mà em đỡ không? Mà em một chút đỡ làm sao nên cũng lây mụn bọc rồi đó này, mụn bọc rồi không thức đây, nhưng cả cũng còn chăm sóc thôi một nên tú lộ rửa mặt, rồi cái thoa nó vô đó đó, mà không thấy, còn nó lần rồi, phải chắc hôm đi nặng mụn chị, rồi đi ấy rồi dẫn rồi lên thử, nhiều khi là lớp 8 rồi kìa. Dạ. Chiều mới xong thằng học sớm trước thằng nó đi đây thứ bảy nó đi thứ bảy về chở em lên hắn bị mụn bọc còn câu nên mụn khác. Mũ à.
sát thôi em đi mà con để mua cái điện nóng á chị. Chị cái điện nóng á chị. Mụn nó là cái địa là. Thôi chị ơi, mấy đứa này mà uống gì? Em uống tới to trắng bọn rồi trắng uống được miếng rồi đầu thôi. Cái phó cái mạc rồi nó nót luôn. Chị muốn có một gì nữa đi. Chị muốn ăn không? Có rau mới sạch được cho nó ngay.